chẳng hiểu xem tay thì xin mời quý vị cùng nghe. Rồi nàng đã quay sang người yêu rồi, bỗng có dừng để trốn mỗi xuyên đồng, và rồi từ đó chẳng ai gặp nàng nữa, cũng có chim rừng chỉ thấy ai khóc một mình, ai nấy cười chê có mấy người nghe. Sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và luôn luôn lúc nào cũng sẽ đẹp. Đáng lẽ là câu này thì Hoài Long sẽ nói cuối bài, thì Hoài Long xin phép quý vị cho Hoài Long nhận được lời yêu cầu của quý vị là Hoài Long sẽ hát gì, bởi vì Hoài Long sẽ hát hai bài nữa, không biết là có được không ạ? Không biết là quý vị có muốn yêu cầu gì thì Hoài Long sẽ sẵn sàng. Thôi thì bây giờ hôm nay thì Hoài Long mặc như thế này cho trẻ và đúng lứa tuổi cũng như là thoải mái đến đây để giao lưu cùng quý vị. Chứ nhạc thật sự của Hoài Long hát đó là quý vị cũng biết rồi, là dân ca và nhạc xưa, nhạc vàng. Và không biết là Hoài Long có thể gửi đến quý vị một bài hát sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh và Minh Kỳ, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, được không ạ? Tiếng ai qua cầu đường phố muôn
màu sao thiếu. Về đâu làn tóc xòa bên suốt khoảng thời gian qua đã dành tình cảm cho một cậu con trai miền Tây Vĩnh Long sông nước, và cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho Hoài Long rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Dạ một bài nữa ạ. À. Quý vị có yêu cầu Hoài Long hát sẩm hay là cải lương hay là dạ. Dạ sao ạ? À? Sẩm thập âm của nghệ nhân Hà Thị Cầu được không ạ? Hồi Long hát một đoạn cho quý vị nghe được không ạ? Dạ. Nghĩa mẹ trinh thành chưa quá quên công trang hài. Mẹ trinh thành mẹ mang con chiến trang ngũ thai trinh một chờ ố trong lòng mẹ chất chạ ngại tanh nghỉ giờ chăm mấy lòng mẹ cha chả ngại tanh nghỉ giờ nuôi con từ thỏa trước nước ngày thơ như là chưa quá quên cùng cha mà ngại mẹ trinh con cha cùng mẹ cùng lắm
công cha chùa nhiều nào là khi ú con u bồng bế cách chữa nâng niu. Dạ, chị hát vài câu thôi. Cảm ơn quý vị. Có quý vị có muốn nghe một đoạn cải lương không ạ? Dạ. Máu cải lương là trong người rồi, cho nên là sẽ gửi đến quý vị một câu dụng cổ trước trong tù tiếng chống mê lên. Xin mời quý vị cùng nghe. Sẽ hát giọng của nghệ sĩ Thanh Sang, bởi vì không có nhạc cho nên gọi là sẽ hát chay và mong là quý vị sẽ bỏ qua. Nếu mà giống thì quý vị vỗ tay, nhớ vỗ tay cho Hoài Lâm nha. Phu nhân ơi, khăn trăng đêm nay lòng trăng khăn tâm sự thì ba lại tả từ của phu nhân cũng đã toàn tình giảng nghĩa. Đứng trên vàng quá tôi nguyện làm mồi cho lừa đòi bao người chiến sĩ ngang không chậm bước qua. Rất là hạnh phúc và cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị. Hoài Lâm sẽ hát một bài hát nữa. Bài hát này thì được làm lại rất là mới và một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lâm Phương, gửi đến tất cả quý vị bài hát được mang tên Thành Phố Buồn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Em không chia.
thành phố lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ sự không em soi đã tu đường, sự không em hoàn vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thương, tiếng đường quên núi đồi quên cả tình yêu. Vâng, cảm ơn quý vị.